Kinh số 24 Khởi Thế Kinh. Quyển 2 Phẩm 4 Địa ngục 1 Chư tỳ kheo, ở bốn đại châu, tám vạn tiểu châu, ngoài các núi lớn khác và núi chúa Tu Di, riêng có một núi tên là Chước Ca La, cao 680 vạn do tuần, rộng dài cũng 680 vạn do tuần, dày đặc kiên cố, do kim cương tạo thành, khó có thể phá hoại. Chư tỳ kheo, ngoài núi Thiết Vi này, lại có một núi Đại Thiết Vi, cao rộng bằng phẳng, số do tuần như trước. Khoảng giữa hai núi rất tối tăm, không có ánh sáng. Mặt trời, mặt trăng có đại oai thần, đại lực, đại đức như vậy mà không thể chiếu đến đó để có ánh sáng. Chư tỳ kheo, ở khoảng giữa hai núi có tám đại địa ngục. Những gì là tám? Đó là Hoạt đại địa ngục, Hắc đại địa ngục, Hiệp đại địa ngục, Khiếu hoán đại địa ngục, Đại khiếu hoán đại địa ngục, Nhiệt não đại địa ngục, Đại nhiệt não đại địa ngục, A tỳ chí đại địa ngục. Chư tỳ kheo, tám đại địa ngục này, mỗi cái lại có 16 tiểu địa ngục quan hệ trực thuộc bao bọc chung quanh. 16 ngục ấy, tất cả đều rộng dài 500 do tuần. Những gì là 16? Đó là địa ngục Hắc Vân Sa, địa ngục Phẫn Niệu Nê, địa ngục Ngũ Xoa, địa ngục Cơ Ngạ, địa ngục Tiêu Khát, địa ngục Nùng Huyết, địa ngục Nhất Đồng Phủ, địa ngục Đa Đồng Phủ, địa ngục Thiết Ngại, địa ngục Hàm Lượng, địa ngục Kê, địa ngục Khôi Hà, địa ngục Chức Tiệt, địa ngục Kiếm Diệp, địa ngục Cô Lan, địa ngục Hàng Băng. Chư tỳ kheo, vì nhân duyên gì gọi là Đại Địa Ngục Hoạt? Chư tỳ kheo, Đại Địa Ngục Hoạt này có chúng sanh, có kẻ sanh, có kẻ có mặt, có kẻ ra khỏi, có kẻ đang trú. Ngón tay tự nhiên đều mọc móng sắc dài nhỏ bén. Các chúng sanh ấy đã thấy nhau rồi, tâm ý đục loạn. Vì tâm đục loạn, nên mỗi dùng móng sắc tự bấu vào thân, khiến da đầu nát, hoặc tự rạch thân, rạch rồi lại rạch, cho đến rạch lớn ra, xẻo rồi lại xẻo, cho đến xẻo lớn, cắt rồi lại cắt, cho đến cắt lớn. Chư tỳ kheo, các chúng sanh ấy tự mình cắt xẻo rồi mới biết thế này. Ta nay bị thương, ta nay đã chết. Vì nghiệp báo, nên ngay khi ấy lại có gió lạnh thổi đến trên thân. Khoảnh khắc sống lại, cơ thể da, thịt, gân, xương, máu, tủy, sanh rồi lại hoạt động. Đã được hoạt động rồi, vì nhân duyên nghiệp lực lại khởi lên đủ thứ. Bèn gọi nhau bảo rằng, chúng sanh các ngươi xin muốn được sống, đã được sống rồi, hơn ta sao? Chư tỳ kheo, nên biết trong đây chỉ nói một phần nhỏ, nên gọi là hoạt. Nhưng ở trong đó lại có biệt nghiệp, chịu khổ rất nặng, đau đớn, bức bách, khổ độc khó chịu đựng nổi. Cho đến đời trước, hoặc là thân người, hoặc chẳng phải thân người, đã khởi, đã tạo các nghiệp ác bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chưa hiện ra một phần nhỏ, chưa hiện toàn phần. Ở trong khoảng ấy, mạng báo chưa hết, cầu chết chẳng được. Lại nữa, chư tỳ kheo, Đại Địa Ngục Hoạt có chúng sanh, có kẻ sanh ra, có kẻ có mặt, cho đến kẻ trụ ngón tay họ lại biến nguyên đao sắc nhỏ, hoặc nửa đao sắc nhỏ, rất dài bén nhọn. Họ nhìn nhau, tâm ý đục loạn, đã đục loạn rồi, dần dần, cho đến dần dần, bấu, rạch, xẻo, cắt, phá hết mà chết. Gió lạnh thổi đến, khoảnh khắc sống lại. Chư tỳ kheo, như vậy, phần nhỏ nên gọi là hoạt. Chư tỳ kheo, lại có biệt nghiệp nên ở trong đó chịu nhiều khổ não. Vì khổ chưa hết nên cầu chết chẳng được, cho đến đời trước, hoặc thân người, hoặc chẳng phải thân người, đã tạo tác những nghiệp ác bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa lìa, nên tất cả nhận chịu đầy đủ như vậy.
Lại nữa, chư tỳ kheo, đại địa ngục hoạt có chúng sanh trong thời gian vô số khổ báo chưa hết, từ ngục này ra chạy đi khắp nơi, lại cầu nơi khác có phòng ốc nhà cửa, tìm chỗ cứu hộ, tìm chỗ nương tựa. Trong khi cầu vậy, vì nghiệp tội nên liền tự vào trong tiểu địa ngục Hắc Dân Sa. Ngục ấy rộng dài 500 do tuần, đã vào ngục rồi, ở trên hư không nổi mây đen lớn, mưa cát bay, lửa phừng phực, sức nóng dữ dội. Trên thân của chúng sanh bị đọa vào trong địa ngục, chạm da thì cháy da, đụng thịt cháy thịt, đến gân cháy gân, đến xương cháy xương, đến tủy cháy tủy, phát ra khói nóng, bùng lên cùng khắp, chịu khổ não cùng cực. Vì khổ báo ấy chưa dứt hẳn, nên cầu chết chẳng được, cho đến dần dần, ngày trước thân người, chẳng phải thân người đã tạo, đã tác các nghiệp ác bất thiện, chẳng diệt, chẳng trừ, chẳng chuyển, chẳng biến, chẳng lìa, chẳng mất, lần lượt mà chịu, trải vô lượng thời. Chư tỳ kheo, các chúng sanh ấy chịu khổ như vậy, trải vô lượng thời rồi, từ địa ngục Hắc Dân Sa lại dông ruổi cầu phòng, cầu nhà, cầu cứu, cầu che chở, cầu chỗ nương tựa. Khi cầu như vậy, lại tự vào trong tiểu địa ngục Nhiệt Phẫn Thỉ Nê. Ngục ấy cũng rộng 500 do tuần, tội nhân vào rồi, từ cổ trở xuống, ở trong phẫn bùn phân ấy, nóng sôi, khói nóng cũng bốc lên thiêu tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt. Thân thể tội nhân ấy trong giây lát chín nhừ, cho đến dần dần, ngày trước hoặc người, chẳng phải người, đã làm, đã tạo các nghiệp ác bất thiện, chưa hết, chưa diệt, chưa trừ, chưa chuyển, chẳng lìa, chẳng mất, nên lần lượt nhận chịu. Lại nữa, chư tỳ kheo, ở trong tiểu địa ngục Phẫn Thỉ có các thiết trùng tên là châm khẩu, ở trong phẩm bùn đâm các chúng sanh, tất cả các bộ phận trên thân đều bị đâm thủng, trước đâm da đã phá da rồi, kế đến đâm thịt đã phá thịt rồi, kế đến đâm gân đã phá gân rồi, kế đến đục xương đã phá xương rồi, nằm ở trong tủy ăn tất cả tinh tủy của chúng sanh, khiến khắp thân chịu khổ kịch liệt. Nhưng thọ mạng của chúng sinh kia cũng chưa dứt hẳn, cho đến dần dần. Việc ác bất thiện người ấy chưa diệt, chưa hết, lần lượt chịu nhận như vậy. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ấy, các chúng sanh đối vô lượng thời, chịu thống khổ rồi từ nơi tiểu địa ngục Phẫn Thỉ Nê ra, lại chạy cầu nhà, cầu phòng, cầu giúp đỡ, cầu đất, cầu nơi nương tựa. Bấy giờ liền vào trong tiểu địa ngục Ngũ Xoa. Ngục ấy rộng 500 do tuần. Các tội nhân ấy vào ngục này rồi, khi ấy kẻ giữ ngục chụp lấy tội nhân giơ cao đánh, rồi đặt trên sàn sắt nóng dữ dội, khói lửa bùng lên, tội nhân ở trong đó hôn mê, nằm ngửa. Ngục tốt bèn dùng hai đinh sắt nóng đóng vào hai gót chân, lửa nóng hực lên, lại lấy hai đinh đóng vào hai tay, lửa nóng cũng hực lên, ở giữa rốn đóng một đinh sắt, lửa trở nên dữ dội. Khi ấy, ngục tốt lại dùng 5 cái xoa, xẻ 5 bộ phận cơ thể, chịu đau đớn hết sức, cho đến nơi ấy, thọ mạng chưa dứt, nghiệp ác chưa hết dân dân. Xưa kia là người, chẳng phải là người, đã tạo, đã tác tất cả nghiệp ác ở trong ngục này, lần lượt chịu nhận. Chư tỳ kheo, các chúng sanh ấy, chịu đau đớn này trải qua vô lượng thời, từ nơi tiểu địa ngục Ngũ Xoa ra, lại dông ruổi cầu cứu, cầu nhà, cầu đất, cầu chỗ nương tựa, cầu che chở, cầu giúp đỡ, liền lại đến địa ngục đói khát. Ngục ấy cũng rộng 500 do tuần, tội nhân vào rồi. Khi ấy kẻ giữ ngục, xa thấy người ấy, từ ngoài đi vào liền hỏi trước: các ngươi nay đến đây muốn việc gì? Các chúng sanh ấy cùng trả lời: thưa ngài, chúng tôi đói khát. Khi ấy, ngục tốt liền chụp tội nhân, xô nhào xuống nền sắt nóng hừng hực. Lúc ấy, tội nhân hôn mê nằm ngửa. Ngục tốt dùng kềm sắt cạy miệng họ ra, lấy hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng. Môi miệng tội nhân khi ấy cháy tiêu, đã đốt môi rồi, liền đốt lưỡi. Đã đốt lưỡi rồi, liền đốt hàm. Đã đốt hàm rồi, liền đốt cổ. Đã đốt cổ rồi, liền đốt tim. Đã đốt tim rồi, liền đốt ngực.
đã đốt ngực rồi, liền đốt ruột, đã đốt ruột rồi, liền đốt bao tử, đã đốt bao tử rồi, qua đến ruột non, xuống tới bộ hạ, ra ngoài, hòn sắt ấy nóng hừng hực, vẫn đỏ như trước. Các chúng sanh ấy, ngay lúc đó, chịu khổ cùng cực mà mạng sống cũng chưa dứt, nói lượt vân vân. Cho đến đời trước, hoặc người, chẳng phải người, đã tạo vân vân lần lượt như vậy. Trong địa ngục này, chịu đủ các thứ vân vân. Chư tỳ kheo, các chúng sanh ấy, đối vô lượng thời, thọ khổ ấy rồi, từ tiểu địa ngục đói khát này ra, lại dông ruổi, cầu chỗ giúp, che vân vân, nói lượt như trước. Sau đó lại đến địa ngục tiêu khát, ngục ấy cũng rộng 500 do tuần, vào ngục này rồi. Thời thủ ngục tốt, xa thấy những người ấy, từ ngoài mà vào liền hỏi trước rằng: Nay đây các ngươi cần cầu việc gì? Tội nhân đáp: Thưa ngài, nay chúng tôi rất khát. Thủ ngục tốt liền chụp tội nhân, xô ngã trên nền sắt nóng hừng hực. Ở trong lửa dữ ấy, nằm ngửa, hôn mê. Ngục tốt liền dùng kềm sắt cậy miệng họ ra, nước đồng đỏ chóe rồi đổ vào miệng. Các chúng sanh ấy ngay lúc đó môi miệng đều cháy bỏng. Môi miệng cháy bỏng rồi, kế đến đốt lửa như vậy: đốt hàm, đốt cổ, đốt tim, đốt ngực, đốt ruột già, đốt bao tử, thẳng qua ruột non, từ bộ hạ ra ngoài. Các chúng sanh ấy mỗi khi như vậy, chịu khổ cùng cực, chịu đau cùng cực, khổ ấy khác thường khó thể nghĩ bàn. Nhưng thọ mạng của họ chưa dứt, chưa hết, lượt nói như trước, vân vân, cho đến vân vân, hoặc người, chẳng phải người tạo nghiệp ác chưa diệt, chưa lìa vân vân, lần lượt nhận chịu. Nam mô A Di Đà Phật.